chào tất cả các anh chị em DLT, COT, TOT đã đặt sớm của miền Bắc Trung Bộ. Và xin được chào mừng tất cả các anh chị đang trên hành trình chinh phục MDRT năm 2021. Chúng ta còn một tháng nữa để chinh phục đỉnh cao danh vọng năm nay. Và miễn sao chúng ta còn đam mê, còn khát khao thì cánh cửa của đỉnh cao danh vọng năm 2021 chắc chắn sẽ còn mở rộng để chào đón tất cả các anh chị em chúng ta. Anh chị em mình cố lên!